Làm em bé ngoan, ôi làm sao làm em bé ngoan vậy? Tăng 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 tăng, ngoan hay xương cứng ghiền, cầm tiền gã ta đi đường quyền. Mỗi người vui một kiểu khác, miễn có tiền là sướng như tiên. Tiền này mua xe mới, còn tiền này sắm nhà mới. Có làm tiền mới có ăn, cầm cô nó bù xin lăng. Jelly phô mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Không chỉ kết hợp ăn ý trên sân khấu hay trong các game show cùng tham gia, Ninh Dương Lan Ngọc và FT Sơn Thạch còn được biết đến với mối quan hệ thân thiết ở đời thực. Mỗi khi ở cạnh, cặp đôi đình đám của Vbiz lại có không ít khoảnh khắc chôn nhau lầy lội hay cùng nhau đùa giỡn bất chấp hình tượng khiến fan thích thú. Mới đây trong tiệc sinh nhật của FT, Lan Ngọc đã mở livestream tại nơi hai người đang đi ăn chung, trong nhà hàng với ánh đèn vàng ấm cúng. Sơn Thạch và Lan Ngọc có những tương tác cực kỳ đáng yêu và tình tứ. Khi Lan Ngọc ngâm nga giai điệu bài hát của FT, anh nhẹ nhàng kéo cô vào chiếc ống kính cùng anh. Ngoài ra anh chàng có nhiều cử chỉ cưng chiều cô khiến fan đồng loạt bình luận dưới phần livestream rằng hãy cưới nhau đi. Ninh Dương Lan Ngọc và Sơn Thạch là một trong những đôi bạn bè thân thiết hiếm có khó tìm trong showbiz Việt. Bởi cả hai không những có sự nghiệp thành công cho riêng mình, mà mỗi lần Ninh Dương Lan Ngọc và FT Sơn Thạch có dịp nhảy nhót cùng nhau đều khiến người hâm mộ không khỏi vỡ òa vì nét vũ đạo quá hút mắt. Hai người từ lâu đã được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý vì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu đã nhiều năm nay. Cả hai mặc dù không lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn liên tục lộ hình sát cánh bên nhau khiến fan không ít lần bán tình bán nghi. Tới đây thấy Lan Ngọc đẹp quá cho nên bối rối không? Em muốn hỏi chị đúng một câu thôi. Sư Bình có đang có người yêu mà chị đang có một mối quan hệ tìm hiểu. Hôm đó chứ không phải là đám hỏi à dạ. Em thấy hơi mệt mệt. FT Sơn Thạch ơi, anh vô giùm em. Em ơi, anh còn ở đây nhé. Hello hai em. Em bỏ ngọc được. Và các bạn còn có thân với lại một người bạn nữa khác giới. Các bạn hãy trả lời cho chúng tôi biết cung hoàng đạo của người bạn đó là gì. 10 giây bấm chuông bắt đầu. Nhưng mà sau cái sự lựa chọn này càng ngày SC sẽ càng tin Lan Ngọc nhiều hơn. Em muốn không? Em muốn. Em muốn vì sao? Em muốn hết đi. Thời gian này nếu mà nói thẳng ra thì là Lan Ngọc hơi bị sukana một tí xíu. SC thì ở bên cạnh mà cách là rủ đi ăn đi uống này kia rồi trao đi, giống như là SC nói với mọi người là trao đi yêu thương thì mình sẽ nhận lại được. Và lúc mà Lan Ngọc tham gia bộ phim thì cũng có, không chỉ bộ phim này đâu mà hầu hết tất cả các bộ phim đều có than thở một tí xíu, hoặc là tham gia những game show thì cũng có than thở một tí xíu là khi mà làm hết sức thì hay mệt, thì đôi lúc cũng có than. Nhưng mà trả lời cho chúng tôi biết cung hoàng đạo của người bạn đó là gì. 10 giây bấm chuông bắt đầu. Xin mời FT ạ. Tôi sẽ trả lời là người bạn của tôi sinh ngày. Ủa mà là ai? Cái gì vậy? Rồi? Là ai? Tôi nấu bạch tuyền ra luôn là như Lan Ngọc đó. Bọn Ninh Dương Lan Ngọc. Cung gì? Ok ok. Ngày 4 tháng 4. Cung gì? Cung thì không có rõ lắm nhưng mà chắc là Bạch Dương quá. Bạch Dương đáp án. Đáp án chính xác, chúc mừng SC. Giờ chúng ta sẽ cùng đón chào sự xuất hiện của một nam thần, một người bạn rất là thân của Ninh Dương Lan Ngọc. Một nắm tay để cùng đón chào nữ ca sĩ FT Sơn Thạch. Chào mừng là sao bị đau.
sau vậy em mới được chấn thương hay sao? Cassie xin chào tất cả mọi người. Thì Cassie vừa mới bị một chấn thương nhỏ sau trong một cái MV khác của một nghệ sĩ khác là Chun. À, mới tức thời hay là hôm nay đi ca nhắc tới đây làm cho ở đây nó bớt đẹp đi chút xíu. Không có, vẫn đẹp. Tất cả mọi thứ đều được giấu bên trong, không ai thấy gì cả. Anh chỉ kiểu nhẹ nhàng nó sẽ sang trọng hơn. Chừng nào mà anh nhảy mà rớt cái miếng độn ra đó. Ngọc ơi, Ngọc à, thiệt á. Không có độn, ví dụ mình băng cái đâu không ai biết hết. Thật ra hôm nay bị lật chân là cũng vì do độn dày quá lối cho một thời gian. Và lời khuyên của NST xin thật dành cho tất cả mọi người là khi mà độn dày chúng ta, độn dày chắc cũng cần chút xíu. Mình bỏ chủ đề này luôn được không? Bỏ luôn, dạ, bỏ qua bên luôn. Và bây giờ mình nói cái chủ đề chính, đó chính là cái MV của một người bạn rất là thân của NST. Anh cảm thấy như thế nào khi mà V-pop của chúng ta xuất hiện thêm một nhân tài nữa? Nhân tài? Dạ. Yeah. Đúng rồi, Ngọc là một người rất là có tài trong sản xuất. Nhưng mà về ca hát thì đây chắc là một cái MV nhảy phải không em? Anh ơi, cái này mình hỏi tế gì em chia sẻ luôn là nhảy, rap và hát. Thật ra là SC đã từng biết là Ngọc đã ra một cái MV em là những người tiếp trước nhà không, tại vì mình ngậm kẹo nên mình nói chuyện bị liều á. Thì nhưng mà SC hy vọng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho MV lần này của Lan Ngọc, một cô gái rất là dễ thương và rất là tăng động. Không anh, cái tấm lòng của mình là mình kêu gọi mọi người xong rồi mình tăng view cho cái MV này là được rồi, đúng không? Đúng rồi, share thật là nhiều. Chứ bây giờ đứng đây nói qua nói lại cũng đâu có được gì đâu. Dạ rồi, cảm ơn ST xin thật rất là nhiều. Vậy thì ngoài cái việc là chúc cho cái MV này chúng ta thành công thật là nhiều view, thì anh có một lời nhắn nhủ sâu sắc từ bên trong cõi lòng của mình đến với Lan Ngọc không ạ? Thường người ta kêu là người trong nhà càng thân sẽ càng nói thật. Xin mời một phút nói thật của anh muốn nói gì với Lan Ngọc trong khoảnh khắc này? Lời nhắn nhủ của ST là ST hy vọng rằng là MV này của Lan Ngọc sẽ đạt được top trending cũng như là được 100 triệu view. Yeah. Tại vì mọi người biết đó rằng là nếu mà được nhiều view á, cái này là boost lên đâu. YouTube của Lan Ngọc cũng không boost được nhiều view thì sẽ Lan Ngọc sẽ có rất là nhiều tiền. Thực tế quá trời luôn. Dạ. Rồi cảm ơn ST ạ. Ngoài cái câu đó còn gì nữa không? Không, thiết thực nhất là có tiền là được rồi. Hôm nay hình như cái chân đấy. Tại vì cái đọc MV này thấy là mọi thứ đầu tư rất là nhiều, có thể là sẽ rất tốn nhiều tiền thì mình cover lại cái tiền đó thôi, có nghĩa là mình thấy là cái tiền mình đầu tư thôi. Lấy vốn lại, dạ. Rồi, ngày hôm nay chân đến đâu anh nói chậm đi chăng vậy? Anh nói từ ngày hôm nay slow motion luôn. Dạ, còn chị muốn nói không anh ấy thì... Gái già lấy chồng đúng không? Là rất muốn có chồng rồi đúng không? Hy vọng là sau MV này một thời gian nữa sẽ có chồng sớm nhé. Yeah, một lời chúc rất là thiết thực. Thứ nhất là vừa có tiền, thứ hai là phải có chồng sớm nha. Yeah, cảm ơn Nesty ạ. À, anh vẫn còn suy nghĩ thêm một câu gì nữa hả? Không. Sao anh cứ anh bị chậm sao anh Nesty? Anh ổn không? Ổn mà. Anh muốn nói gì nữa không? Hồi nãy là té ở dưới chân thôi đúng không? Anh có bị đập ngoài đầu ra, không? Có bị đập cái gì nữa không? Hả Tiên? Ngoài ra là có bị đập gì nữa không? Tới đây thấy Lan Ngọc đẹp quá cho nên bối rối không? Gặp nhau bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu lần rồi vẫn sao xuyến. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay anh sẽ bất ngờ hơn sau khi mà đến đạt trong mấy phút nữa và theo dõi cái MV rất là mới của Linh Chi Lan.